Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi chiều tối ngày 5 tháng 3 năm 2024. Cũng như thường lệ, chúng ta cũng nói về những cái vấn đề liên quan. Trước hết hôm nay chúng ta vào cái Nhà Trắng các bạn nhé. Nhà Trắng của Mỹ. Chúng ta biết là cái Nhà Trắng mấy ngày nay thì chúng ta cũng vào tất cả các cái dinh tổng thống của Pháp, của Anh, thủ tướng Anh, rồi điện Kremlin của tổng thống Putin, và bây giờ chúng ta đến Nhà Trắng. Nhà Trắng là của anh Biden, hiện nay anh đang trị vì ở đây. Đây nó trong đó rồi, đang ngồi ngoài cũng được. Đây, chính xác là đây đấy các bạn. Chúng ta như vậy là chúng ta đã đến Nga, Moscow, đến Paris, đến London, và hôm nay chúng ta đến Washington. Và chúng ta cứ tiếp tục, cứ mỗi một hôm thì chúng ta xem một cái dinh tổng thống, một cái dinh vua hoặc là một cái dinh thủ tướng tại tất cả các nước có liên quan đến cuộc chiến. Đây, hôm nay có lẽ là ông Kennedy. Cái chỗ này là ngồi để ký các sắc lệnh này, các đệ tử đứng xung quanh này. Đây là mô hình của Nhà Trắng, cái mô hình của Nhà Quốc hội. Rồi, bây giờ chúng ta rời khỏi cái Nhà Trắng. Đây là sông Potomac ngày đêm, vẫn in bóng anh đẹp thay, tay gầy đàn miệng hát vang hãy dư lệ hòa bình. Gầy đàn lên hỡi người bạn Mỹ. Trong cái cuộc phản chiến tại Việt Nam các bạn. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề là cái chỗ mà có một bạn hỏi là tại sao cái quảng trường ở Moscow, cái quảng trường buổi sáng chúng ta xem đó, nó gọi là quảng trường đỏ. Tức là nó tại sao nó gọi là đỏ? Thì tôi xin giải thích thế này. Tức là cái quảng trường này từ khi mà nó sinh ra là nó mang cái tên tức là Krasnaya Plochad. Tức là tiếng Nga có nghĩa là một quảng trường đẹp. Krasnaya Plochad, Plochad là một cái từ giống cái. Thế thì nó là quảng trường đẹp vậy thôi. Thế là cũng sau qua mấy trăm năm thì ở đây là vì nó đẹp cho nên người ta tổ chức rất nhiều cái sự kiện. Rồi trong đó có những các cái sự kiện về lịch sử, rồi những cách mạng, rồi đủ thứ hết. Rồi thậm chí ra trận người ta cũng đi ngang qua các chỗ này để duyệt binh, diễu binh. Thế là người ta gọi là Hồng Trường. Hồng Trường tức là quảng trường đỏ. Thì nó có ý nghĩa là một quảng trường đẹp, chứ nó không có ý nghĩa là vì nó quảng trường màu đỏ. Đấy. Hoặc là vì nó cái yếu tố về chính trị hay là về tinh thần, về văn hóa mà nó mang tính hồng hoặc là tính đỏ. Đấy các bạn nhé. Tức là quảng trường đỏ là một quảng trường đẹp. Vậy thôi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là có một số bạn hỏi là về các vấn đề mất tích của bên Ukraine, tại sao mà nó nhiều thế. Đấy. Thì cái này nếu mà các bạn nào mà theo dõi kênh của chúng tôi từ năm ngoái thì các bạn tôi đã giải thích về vấn đề này rồi. Tức là hồi xưa tôi cũng đã từng làm cái báo cáo về cho tham mưu, cho một tham mưu quân khu, cho nên tôi biết là hồi đấy tôi cũng có nói với các bạn là nhiều khi tôi cũng báo cáo láo rồi các bạn. Đấy. Nhiều khi là bây giờ nó chiến tranh nó liên tục như thế là ở mặt trận báo về là không không cái chi mà nó chính xác hết. Có khi vừa báo về xong thì nó đã thay đổi ở chiến trường rồi. Đấy. Và thậm chí có cái lúc mà mình gọi điện mình lấy cái số liệu đấy thì ở đấy nó đang đánh đùng đoàn, không có ai mà thời gian đâu mà đi ngồi đi báo cáo. Đấy, cho nên các cái số liệu có thể nó không chính xác. Nhưng mà ở Ukraine này cho nên là chính vì thế là hồi đấy là bọn tôi là nhiều khi là nó bị lệch mất khoảng 10 20 người trong một cái quân khu chẳng hạn. Lệch 20 30 thì không biết là nhét vào đâu. Nhiều khi phải nhét vào cái chỗ đào ngũ hoặc là nhét vào cái chỗ là coi như là đi học hay cái gì đó.
Đấy, nhưng mà nếu mà nó đúng như thế thì không nói gì, thế ngày mai nó lòi ra, thí dụ ngày hôm nay mình trừ đi thế này, thí dụ còn có 5.000 quân thôi, thế ngày mai nó lại lòi ra 20 em, thì đâu đâu từ từ đâu ra, từ dưới đất chui lên à? Đấy, cho nên cái báo cáo láo này nó phải có một cái hệ thống các bạn nha, tức là láo là láo từ đầu đến cuối luôn. Chứ bây giờ mình đã không biết, mình chưa nắm được cái số liệu, mình cứ phang đại vào đấy là 5.000, còn 5.000 quân thì đến ngày hôm sau nó lòi lên 30 là 100 quân, thì nó lấy đâu ra để huy động, thì ở bên nước thì không ai sang, động viên không ai có, chả ai đẻ ra tự nhiên hoặc là chết đi nó lại sống lại. Đấy, cho nên là tự nhiên là cái số láo thì là phải thuê lần sau lại láo tiếp, lần sau cái láo tiếp. Thì tôi nghĩ rằng ấy, là đến một lúc nào đó thì là chỉnh lại cho nó tương đối là nó chuẩn. Đấy, tức là còn huống hồ mà bây giờ mà thống kê từng viên đạn một, có hàng triệu, hàng chục triệu viên đạn như vậy, các loại cái đạn AK với đạn 7,62 đấy, 7,62 ly đấy. Đấy, hoặc là cái loại là 5 ly 56 đoạn AR-15, thì nó có hàng chục triệu viên như thế thì không bao giờ mà chính xác được hết này các bạn nha. Nhưng mà ở Ukraine này nó khác này, thì chúng ta có thể nó chỉ ly lai là có một số, nó một vài người, một vài coi như thậm chí là cao lắm là coi như một quân khu một ngày có thể lệch khoảng 10 đến 20 người là cùng thôi, ngày hôm sau đã phải chỉnh lại cho đúng. Đấy, sau khi nó có báo cáo lại chỉnh lại đúng. Nhưng mà hiện nay Ukraine thì nó không phải vậy, nó cũng là một phần nó cũng do chiến đấu, một phần do chiến tranh, nhưng mà cái này nó do cái cơ chế từ trên xuống dưới là nó ăn gian. Đấy, các bạn nhé, nó ăn gian. Thì bây giờ nếu mà anh có một đội quân nó thí dụ như 600.000 hay là 700.000 hay 1 triệu đi, 1 triệu cho dễ tính, thì là tất cả tiền lương nó cũng phải trong 1 triệu người đó. Đấy, tất cả các cái chế độ nọ kia, quần áo thì cũng phải 1 triệu bộ quần áo, 1 triệu cái mũ, rồi 1 triệu, 2 triệu đôi giày, vân vân. Tóm lại là với một cái bộ số là 1 triệu. Đấy, thế thì bây giờ là coi như là thậm chí là anh chưa có chừng đó người, anh cũng đã thông báo chừng đó người để anh lấy được cái số tiền đó, lấy cái số hàng đó. Có các bạn hiểu ý không? Đấy, đấy là một con số rất là sai rồi. Cái thứ hai là bây giờ là chết. Đấy, chết đi thì là bây giờ là chết đi thì coi như anh không có lương nữa, đúng không? Anh không có lương nữa thì bây giờ nó vẫn coi cho là sống thì để nó lấy cái lương ấy nó ăn. Đấy, quý vị hiểu không ạ? Tức là do cái bộ sậu của bên Kiev để hết. Đấy, thí dụ như bây giờ 100.000 thằng nó đã chết rồi, thế mà bây giờ vẫn cứ nói nó còn sống, thì có phải là 100.000 đấy là tiền lương đấy, nhân ra để biết bao nhiêu tiền là chúng nó bỏ túi nó chia nhau hết. Đấy, đấy, hoặc là bị thương rồi, đến khi mà đến 100.000 này thì bây giờ báo cáo là nếu mà nó chết thì lại phải trả cái tiền tiền tuất cho người ta, thì bây giờ lại không trả cho người ta, không trả cái tiền tuất cho 100.000 người chết, mà bây giờ nó bảo 100.000 người là mất tích. Thì mất tích thì có khả năng ngày mai nó lại xuất hiện thì sao, cho nên là nó mất tích thì là khỏe, không phải trả tiền tuất, tức là kiểu gì nó cũng ăn được các bạn nhé. Đấy, quý vị hiểu, nếu mà nếu các bạn trẻ nếu mà không hiểu là tôi sẽ giải thích lại trong các cái bản tin sau. Đấy, tức là nó bây giờ nó cho cái đám này sống thì nó cũng là nó cũng ăn tiền, mà cho cái đám này chết nó cũng ăn tiền, và nếu mà cho đám này bị thương nó cũng ăn tiền, cho mất tích nó cũng ăn tiền. Tóm lại là phục vụ cho nó cái con số của họ cho nó chuẩn thôi để báo cáo. Cho nên vừa rồi là chúng ta thấy là Zelensky nói rằng là 16 tỷ đô la là quyên góp của các nước EU để mà cho các bệnh viện, phát triển các bệnh viện hoặc là làm đường, làm xá nọ kia, nâng cấp ABC, thì hiện nay là chưa nhận được. Thì trong khi các nước phương Tây hiện nay là coi như là choáng luôn, mà không nghĩ ra mà nó ăn ăn dễ sợ như vậy, tham ô như vậy. Bây giờ bảo 16 tỷ rõ ràng nó nhận, rõ ràng bây giờ nó bảo nó chưa nhận được. Đấy, chúng ta biết là coi như là đây là cái bộ sậu này nó rất là khủng khiếp. Nếu mà nói tham nhũng hiện nay thì có lẽ là nhất thế giới là Ukraine rồi. Đấy, bởi vì là nó cái điều kiện nó tham nhũng rất là lớn, là dễ. Nếu mà các bạn mà nào mà buổi xưa mà trong Sài Gòn thì là chúng ta biết, hoặc là chúng ta đọc sách, đọc vở lại chúng ta biết, tức là những người mà nó làm liên quan đến cái viện trợ là nó rất là giàu các bạn nhé. Cách xù cái tiền đâu ra, tiền đâu ra mà lính tráng gì đâu mà sĩ quan gì đấy mà có hàng chục triệu đô hoặc là vài triệu đô, là cái chuyện đấy có là bình thường. Thì nó cũng là theo cái dạng này, huống hồ gì đánh đấm như thế này là bây giờ là như Adipka vừa rồi thì cứ nói mất tích thì nó quá quá là coi như là chuẩn rồi, cái lý do nó là quá xác đáng luôn. Thế bây giờ tất cả nó cứ cho vào mất tích, mà mất tích là có thể sống lại, có thể chết đi, nhưng nói chung mất tích là chết. Đấy, mà nói mất tích thì anh không có phải tiền tuất, chứ nếu mà rõ ràng anh đã gọi gì là liệt sĩ rồi anh phải trả tiền.
Thì tôi nói sơ về cái câu câu hỏi thứ hai là câu hỏi mất tích và câu hỏi về cái quảng trường đỏ và cái số tiền 16 tỷ hiện nay đi đâu, hoặc là hỏi hiện nay là coi như hỏi về cái túi của cái anh thôi, chỉ còn không ai mà nắm được cái chúng ta biết là thời mấy ngày nay tại Belgorod là tên lửa là bên bên này nó vẫn bắn sang nhá, và chỗ Voronezh, đây là Voronezh đấy các bạn, thì nó UAV là coi như gần như là cứ ngày nào cũng có báo động ở khu vực Voronezh này. Belgorod này thì là chỗ bắn sang, cho nên cái chỗ các cốt này tôi nghĩ là Nga cũng phải chắc cũng phải tính sổ thì, chứ cũng không ngày nào cũng như thế này là không có được. Hiện nay các nước EU cũng như Ukraine là đang tuyển người Belarus đấy, bởi vì Belarus với Nga này nói cùng thứ tiếng mà các bạn, là tuyển những người này, những người nhất là những người phản động đấy, là để bắt đầu để chống lại Nga. Thì ông Medvedev ông đã lên tiếng rồi, ông lại lên tiếng là ông có chỉ trích cái vấn đề này rồi đấy. Và hiện nay tại Lầu Năm Góc thì người ta đang có kế hoạch là sơ tán ông Zelensky đấy, thì chúng ta cũng nghe cái câu chuyện này thì nghe nhiều rồi, đã biết rồi. Còn hôm nay thì chính thức là bên này nó đã tập trận ở phía Baltic này, và Nga cũng cảnh báo cái ở đây hiện nay các máy bay Đức là bay bay rợp trời ở chỗ phía phía bắc này của bên chỗ bạn, tức là gọi là nắm đấm phương Bắc đấy, sức mạnh phương Bắc đấy, và cái chỗ Baltic hiện nay là máy bay Đức bay rất nhiều các bạn nhé. Một vấn đề nữa là hồi sáng tôi cũng quên nói, tức là chỗ Samara này, đây các bạn đấy là đây Kazan này, Kazan là cách Moscow cho gần 1.000 cây này, 900 mấy, thì đây là Samara. Thì hôm qua là chúng ta biết rồi, là có một cái tàu nó bị phá nổ ở đây, đã bắt được rồi các bạn nhé. Rồi hiện nay nó có một cái, tức là chúng ta sáng sáng sớm nay lúc 1 giờ sáng thì một cái tàu của Nga lại tiếp tục bị đánh chìm tại cái khu vực chỗ này, tức là cũng các cái UAV, tức là bầy đàn là nó tới. Thì ngày hôm trước chúng ta cũng biết rồi, có 38 cái thì coi như Nga đã bắn hạ 38 cái và mấy cái tên lửa tôm sao đâu, nhưng mà đến hôm nay thì lại chính thức là một cái chiếc nữa ra đi. Như vậy là trong 3 tháng thì tháng nào cũng có một chiếc. Chúng ta nhớ cái hồi ngày 14 tháng 2 thì có một chiếc Kuznikov đấy, đến ngày mùng 1 đến ngày mùng 1 tháng 2 thì mới đầu là chiếc Ivanovets, sau đó là mùng 4 tháng 2 là chiếc Kuznikov, và đến ngày hôm qua là một chiếc nữa đấy. Thì như chúng ta thấy là ba ba chiếc đã ra đi trong vòng từ ngày mùng 1 tháng 2 đến giờ, tức là không đầy 3 tháng, hơn 2 tháng các bạn nhá, thì có thể nói là rất là khủng khiếp. Cái này là không biết là Nga có thể nói rằng bây giờ chưa gọi là loay hoay cái chỗ này không không giúp đỡ kiểu gì, mà chúng ta biết rằng rõ ràng là bây giờ cả một cái hạm đội lớn như thế này mà coi như là gần như là không ra ngoài, tức là đây thì bây giờ mà còn đậu ở đây thì làm sao sống được. Sevastopol đậu trong ngày cũng nói là có một cái tàu là bị bắn ở đây, thì chúng ta thấy là rõ ràng còn ở đây là còn dễ người lắm, vẫn nhiều lắm, mà trong khi đấy nó nói rõ ràng nó sẽ đánh vào coi như là cái cầu Crimea này rồi, nó sẽ đánh vào các cái chỗ mà Sevastopol này rồi, đủ thứ trên đời hay sao mà vẫn cứ nằm lang thang ở khắp nơi này thì tôi cũng không hiểu được. Chứ còn bây giờ chúng ta cũng không thể nói rằng là coi như Nga đưa ra cái tàu hết nát loại biên ra đấy mà hoặc là vẽ ra vẽ vời gì được, cái này là nó thật rồi. Còn cái chất lượng của cái tàu đấy thì như thế nào thì chúng ta biết thôi, chứ còn mất 2 cái tàu đổ bộ cỡ lớn ở đây là coi như là rõ ràng là quá học phí, mà trong khi đây chúng ta đang nói là chuẩn bị là tấn công nọ kia này, mà coi như là cả tàu đổ bộ rồi cả các loại đây thì là lúc này chứ lúc nào là khác nữa đâu, thế làm sao mà đánh lớn như thế này mà đi bằng cái xuồng như giống như mấy cái của bên Ukraine đâu đấy. Cái này cái thiệt hại này là có thể nói là vô cùng lớn. Hiện nay như chúng ta biết là cái áp lực để mà đang tuyển quân cho đang gấp gáp đối với Ukraine, nhưng mà thực tế bây giờ không có tiền để tuyển quân các bạn nhé. Theo một số cái nguồn tin thì nói là hiện nay cái áp không còn tiền, lẽ ra bây giờ nó phải còn 3,3 hoặc là 4 tỷ ở trong người trong 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 ngân khố để mà chi cho coi như là gần như là mấy trăm triệu, mấy trăm ngàn quân này, rồi biết bao nhiêu thứ trên đời này, trả tiền đạn thì nước, rồi kể cả cái bộ máy chính quyền, rồi tất cả những xăng, những dầu, những xe của tất cả vận hành cả một đất nước, một quân đội như vậy mà không có một đồng bạc nào. Đấy, thì mà tất cả các nước bên kia thì nó đâu có phải lúc nào nói phát là nó đưa qua, nói cái nó đưa qua đâu.
cái gì nó phải có lộ trình quy trình của nó chứ đâu phải là đơn giản. Cho hiện nay rất khó. Thì trong cái video buổi sáng tôi cũng có một cái hình ảnh cuối cùng đấy là cũng bắt lính, nên cuối cùng bắt không được cái thằng lính đấy các bạn nhé. Nhưng mà hôm nay thì lại có một cái video bắt được lính ở phía Tây này. Thì chúng ta thấy là cái quy trình mà bắt lính thế này thì đến bao giờ cho đủ khoảng như là 5-600 nghìn quân, 7-800 nghìn quân để mà chuẩn bị đương đầu với Nga, thì cái đấy rất khó. Rồi bây giờ bảo nếu nước phương Tây vào thì chúng ta sẽ vào, nhưng mà cái vào theo cái kiểu mà mấy trăm nghìn quân là không bao giờ có, làm gì có cái chuyện mở bên đấy. Bây giờ chiến tranh không có mà ông lại điều cả mấy mấy trăm, mỗi nước mà mấy chục nghìn quân vào đây là không bao giờ có. Đấy, chưa nói là qua đây thì làm gì mà biết đánh, đánh cái gì, xưa nay có bao giờ đánh ai đâu mà biết. Chỉ có hỏi Nga này, Nga với chịu với Ukraine này đánh nhau 2 năm nay này, là bọn này với là bọn đánh này. Còn bọn bây giờ ở Paris, ở New York, ở chỗ này, Berlin này, bây giờ bảo qua rồi chui xuống hầm ngầm này mà đánh nhau với cái đám này thì làm sao đánh lại được. Rồi bắt đầu phải phiên dịch là đánh như thế nào, bắn như thế nào, coi như không biết đâu mà lần hết. Rồi quân ta đánh quân mình đủ dạng hết. Đấy, quân quân hắn đánh đánh quân đó đấy, cái dạng như vậy. Nó rất là khó các bạn nhé, hiện nay tôi thấy là tình hình này rất khó. Còn ở Nga hiện nay thì chúng ta biết là có rất nhiều cái trung tâm sản xuất các cái loại UAV, tôi thấy là rất nhiều, chắc rất nhiều mà cũng chắc cũng để khắp nơi chứ bây giờ không không tập trung vào một chỗ nữa. Đấy, tình hình mà nó phá hoại như vậy mà cái Bryan qua cũng bóc tách được một cái phá hoại về cái đường sắt các bạn nhé. Cái Bryan này giáp với Chernihiv này, giáp với Gomel của bên Belarus, thì các cái khu vực này vậy. Thế thì hiện nay là Nga đang lên án các cái nước là đang tuyển cái người nói tiếng Nga để chống lại trong đất Nga. Tại vì Belarus này thì nó đi với Nga là đi bình thường này các bạn này. Đấy. Bây giờ chỉ Ukraine thì hồi xưa cũng bình thường thì bây giờ thôi, thì còn bây giờ nó đi như bình thường thì có những bạn nó phá hoại thì sướng luôn. Nhưng mà phản động thì ở đâu chả có. Đấy, chúng ta biết rồi. Việt Nam mình giải phóng gần 50 năm rồi mà bây giờ mà gọi phản động ra đâu là nhiều lắm. Bây giờ chúng ta vào mặt trận thì cái mặt trận hôm nay là Kerinki lại bắt đầu là có giao tranh rồi các bạn nha. Hồi sáng thì chưa có nhưng mà hôm nay là bắt đầu, nó lại bắt đầu là ngáp ngáy không ngáy rồi, là có giao tranh tại của chỗ Kerinki. Còn cái chỗ hồi sáng, cái chỗ mà cầu Antonov này và một số cái xung quanh đây thì Nga đánh rất là nhiều, đánh tiêu diệt rất là khá đấy các bạn. Bây giờ cũng đang, tôi thấy cái vùng Kherson này là bắt đầu nó có những cái khởi động lại đấy các bạn nha, khởi động lại. Thì không biết nó liên quan đến cái chỗ Odessa hay không hay như thế nào đấy, thì tôi thấy nó đã khởi động lại rồi. Còn Robotina thì chiều nay cũng không có thông tin gì mới. Tóm lại là cái khu này là coi như khu vùng xám, khu mà tiêu hao sinh lực của Ukraine thôi. Còn khu vực Novomykolaivka thì chúng ta biết là hồi sáng là tôi nói là bắt đầu giao tranh cái sự khu trang trại này và bắt đầu là đánh sang các cái khu vực này, thì hiện nay thì vẫn đang tiếp tục như vậy nha các bạn nha. Và hôm nay là em chiếm được cái khu này rồi. Bây giờ cái khu này là khu trang trại đã chiếm được rồi. Còn cái chỗ khu vực này thì chúng ta thấy là Nga đã chắc suất. Đây, còn hiện tại cái chỗ này là vẫn đang giao tranh, bởi vì nó là cái chỗ mà nó gọi là cái nhà thờ đấy, thì chúng ta vẫn thấy đang giao tranh khu vực này, cho dù là Nga cũng đã cắm cờ một số chỗ. Khu vực Magdeba này thì chúng ta thấy nó lồi lên là một đoạn này, có nghĩa rằng là Nga đã tiến thêm sau khi là bên Ukraine người ta đang đánh sang các cái hướng này vào, thì là đã bị Nga là chặn lại và cuối cùng là Nga đã chiếm được cái phần này. Chúng ta biết là đã chiếm ra tới đây rồi. Còn khu vực này thì thực tế là nó vẽ đỏ rồi nhưng mà nó cứ vẽ như này là không có đúng. Còn riêng cái khu vực này cũng đỏ rồi, vẽ này cũng không có đúng. Hiện nay cái khu vực này là nó đã đỏ hết trên này. Và Nga cũng đang tiến lên trên này. À, vẽ thêm chỗ này nữa các bạn, quên. Thêm được cái chỗ này nữa các bạn nha. Nó bé thôi nhưng mà quan trọng lắm. Tại vì là cái chỗ này nó là thành trì của nó mà. Đây, chỗ này nó vẽ cho chính xác một tí đó. Thêm tí chỗ này các bạn nha. Còn Nga vẫn như thường lệ là bắt đầu tiếp tục cứ đánh vào đây. Và hồi sáng là chúng ta biết đánh vào đây để chuẩn bị đánh lại, bị cắp này đánh lên. Nga sẽ đang đánh theo cái hướng này nhưng mà mới được có một tí ở đây thôi. Còn ở phía ngoài này á, ở ngoài này trên 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 Maringa này,
trên Marika, ngang cái chuỗi crest Snokorovka ra ngoài này, chuỗi Nevesca ra ngoài này. Tóm lại là đây là cái khu vực Arica này, đây là khu vực Arica. Thì hiện nay các cái khu vực ngoài này là tôi thấy là 4 điểm nằm trên chuỗi Marika đây, chỗ thẳng Krasnogorka đây là một nữa, và coi như một cái khoảng cái chỗ cái tầm trên trên tí này Nevesky ra đây, tức là bốn cái chỗ này là chúng ta thấy là coi như là Nga là làm được bốn cái hệ thống pháo đấy. Câu được bốn hệ thống pháo này các bạn nha, tức là tiêu diệt đấy. Bằng tức là UAV sau đó là phát hiện ra và gọi pháo bắn. Và phía trên cái chỗ và cái chỗ khu vực nước này thì Nga đã tiêu diệt được khoảng ba cái xe tăng. Đấy, chắc có lẽ là đang 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 trên đường đi tiếp viện, có khả năng là như vậy thôi. Đây là khu vực Peromaiska. Peromaiska hôm nay cũng Nga cũng đã có những cái bước tiến, có những cái bước tiến ở đây. Hiện nay là như vậy nha. Chưa có được cái về cái gọi là cái lãnh thổ, nhưng mà có bước tiến rất tốt ở đây. Còn tại Arlovka thì Nga bây giờ đã chiếm được 100%. Đấy. Berdychi thì chưa, cái này nó đang đẩy ra phía ngoài rồi. Berdychi và Tonenka thì vẫn đang giao tranh. Chưa thua. Đó. Thế vậy các bạn nhé, nó hiện nay là cái chỗ này nó vẫn có thấy là nó bên bên phía ngoài nó nhiều hơn, bên trong này ít hơn. Bên trong thì chỉ có mỗi cái có mấy cái nhà này thôi, thì hiện nay đang giao tranh ở giữa vẫn chưa lấy được, còn Arlovka thì lấy được rồi. Ivanovka thì chúng ta vẫn cứ nói như vậy thôi, vẫn đang tính sổ tính số. Thì hôm nay thì Nga cũng đã tiến thêm được một bước nữa, thì cũng cứ nói theo cái dạng là coi như đã coi như là hiện nay thì bên bên Ukraine chỉ còn đoạn này nữa thôi, ở Ivanovka. Nhưng mà đặc biệt là hôm nay ở đây là cái số lượng mà hàng rất là nhiều các bạn, số lượng hàng và số lượng rút lui rất nhiều. Coi như Nga bây giờ vừa đánh vừa giữ quân, bên kia là nó vừa đánh nó vừa hàng các bạn. Nga không việc gì phải đương đầu, bởi vì họ vừa đánh vừa chạy, nó còn cái số chỗ này còn để cái đường họ chạy nữa. Nhưng tôi nói với các bạn là coi như Nga đánh là cũng còn để cho đồng đội, để cho đối phương đánh này, để cho nó lối chạy, lối chạy để chạy về chỗ tràn xuống ra. Thì chúng ta biết trên đường chạy thì chắc chắn rồi là Nga phải đón đầu, Nga đánh hết các bạn nha. Nói chung là khu vực Ivanovka này là cái tình hình rút chạy hàng loạt, bỏ vị trí và đầu hàng, cho nên cũng sớm thôi. Cái này tôi nói tính là hàng giờ mà sao giờ này vẫn chưa xong. Còn trà xúc ra thì chúng ta biết rồi, buổi sáng chúng ta nói rồi, nó nằm mênh mông như thế này thì Nga chỉ có đánh đánh vào tất cả các cao điểm. Tôi sáng tôi tìm cái bản đồ mà địa hình cái chỗ này là chúng ta thấy là Nga rất khó đánh ở đây. Nó thứ nhất là nó nằm ngang nằm dọc, cái thứ hai là nó rất là cao, thứ ba là nó có một cái hệ thống phòng thủ rất chắc, và lại có thêm một cái mương cái kênh, cho nên là đánh đây là Nga phải, nhiều sáng tôi nói là Nga phải có cái phương pháp riêng, đặc trị riêng, chứ không không đánh theo kiểu như mọi mọi thứ như là mấy chỗ khác được. Bây giờ chúng ta lên cái chỗ Belorusska. Belorusska này thì chúng ta thấy là có các cái súng này, thì lẽ ra là Nga đã lấy được rồi, nhưng đến bây giờ vẫn đang giao tranh ở cái phía đông của mấy cái mấy con đường của cái làng này. Đấy, các bạn nha, chưa chưa lấy được cái chỗ này, thì cái rừng tội phạm này cũng không chưa lấy được, thì có nghĩa rằng là bắt đầu mùa xuân và mùa hè nó lại đến thì nó lại rộng. Đây là rừng rậm đấy nhá, khu vực rừng tội phạm này. Còn khu vực Terni này thì Nga cũng đã mấy hôm nay rồi, chứ không phải hôm nay, đã tấn công ra tới tới đường rồi và đang đánh nhau trong làng này rồi. Còn cái chỗ Zabluka này thì Nga chưa chưa ra tới đường. Đấy, hiện nay là như vậy. Các cái khu vực này Torska cũng như là Zachina này thì Nga đang tấn công. Thì riêng cái khu vực này thì chúng ta biết là Nga đã tới cái đường này rồi, đã giải phóng cái khu vực này rồi. Tuy nhiên vẫn đang giao tranh ở trong cái làng này các bạn nhé.
cả cái khu vực này cũng sớm thôi. Tôi nghĩ là cái chỗ này là khi mà lấy Stereni và đến Zhang Pologa này rồi thì Nga sẽ lấy được cái vùng này, tức là nó hết cái vùng này, tức là cái mũi to to này thì bây giờ nó sẽ lan ra tới đây, và bên này nó là sông là hồ hết thì coi như sẽ rất là cứng. Từ cái chỗ này xong thì bắt đầu Nga bắt đầu phát triển ra chỗ này, nó gọi là cái chỗ Liman đấy các bạn. Liman đây, Liman đây, Liman thì nó thẳng ra nó là Kramatorsk. Kramatorsk sẽ đánh xuống dưới này. Đó. Thì mà cái chỗ này để mà đánh cho Kramatorsk thì tôi nghĩ là chưa đâu. Cái này là theo như chúng ta là nghiên cứu mấy ngày trước thì là sẽ chưa đánh cái chỗ này. Cái chỗ này là chắc sau. Chỗ này với điều kiện phải sau xong cha xuất ra và thậm chí sang Constantinople này thì nó mới có đường đi lên này các bạn ạ. Và thậm chí phải đi qua cái cửa ải Druzhba này, này, cái chỗ này cũng tương đối lớn này. Đó. Đi qua đây thì anh mới lên được trên này. Cái chỗ này chắc chưa đánh nào. Đấy vậy thôi, nó cũng có một số cái ban buổi sáng thì ban ngày thì nó cũng có thế thôi. Thì chúng ta thấy là hiện nay thì khu vực Kharkov là Nga cũng đã đang tấn công rất là nhiều. Nên còn một số cái kênh khác thì nói là đánh mạnh nọ kia, nhưng mà tôi thì tôi thấy tôi nắm được thế này thôi. Đấy. Biển Bryansk thì là tiếp tục phá hoại, Belgorod tiếp tục bắn tên lửa qua, Voronezh tiếp tục là coi như là UAV qua, và đặc biệt cái chỗ Sabra thì chúng ta biết là nó đã phá hoại. Ngoài ra thì chúng ta thấy là xung quanh hiện nay là vẫn đang bay và đang tập trận rất là ghê gớm, và Pháp đã tuyên bố là đã quân Pháp đã có mặt tại cửa khẩu, nhưng mà thực tế thì nó đã có cả tại tuyến chiến đấu rồi chứ không phải cửa khẩu, nhưng mà để cho chữa cái thằng chữa cái câu nói mà gọi là nói hớ đó, thì thực ra là đã vào đây rồi, và Nga cũng đã sẵn sàng hết cho tất cả các kịch bản này. Còn việc mà Nga tuyên bố là tất cả thằng nào vào đây là coi như là vào là không có đường ra rồi, thế nọ thế kia là chiến tranh thế giới có khả năng xảy ra, hoặc là chuyện hạt nhân là chắc chắn xảy ra, thì cái chuyện đấy là việc Nga nói là Nga phải nói. Đấy. Còn đến khi mà nếu mà khi mà bầu cử xong rồi thì tôi nghĩ là mọi cái nó tính toán nó cũng nhẹ nhàng hơn. Chứ bây giờ nói thế chứ cái bầu chính trị, không khí chính trị bây giờ rất là nó có là căng này các bạn nhé. Ngột ngạt thì không 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 dùng từ ngột ngạt, nhưng mà có thể nói là đang rất là căng trước cái sự kiện lớn như vậy. Đấy, tôi nói một nội có cái đám ma của cái thằng là Navalny chết thôi, mà bây giờ tôi thấy cái hệ thống xe mà nó đứng cả dãy như vậy là coi như gần như một cái hàng rào sống, thậm chí là hai dãy xe là đứng ở cái chỗ một khu vực Borisov, nghĩa trang Borisov của Moscow, là chúng ta biết là nó cái gì nó cũng có thể xảy ra hết. Và nhân những cái lúc này thì bọn phản động và những cái bọn mà coi như là chống phá là nó sẽ hơn bao giờ hết, đây là cơ hội vàng. Cho nên cái bầu không khí chính trị tại Moscow hiện nay là rất là căng thẳng. Chúng ta thấy một xe mà đậu, ví dụ như xe buýt mà các bạn bảo hàng trăm chiếc nối đuôi nhau à, hai hàng như vậy để là gì, nếu mà một hàng không khéo nó xô đổ, nó rô ra cái quẹo đổ. Đấy, cho nên tình hình đang rất căng thẳng. Cho nên bây giờ nếu mà làm lớn ở cái chỗ mà Ukraine này thì không phải là hợp lý trong thời điểm hiện nay, ít nhất trong vòng nửa, tức là hôm nay mùng 5 rồi, tức là 15 đến 17 tháng 3 là bầu cử tổng thống, thì đến 17, 18 là bắt đầu là tuyên thệ rồi, là nhậm chức rồi. Thì lúc đấy là mọi việc tính toán thì chúng ta sẽ tiếp tục các bạn tư vấn cho Putin. Đấy, các bạn nhiều bạn muốn tư vấn cho Putin lắm, nhưng mà có cái là bạn nào cũng thích ấn nút thôi, nhưng mà cái gì cũng phải từ từ các bạn nhé. Cái không phải là ấn nút mà dễ đâu, ấn nút là coi như là chấp nhận, là coi như là đưa cái nền văn minh nhân loại trở về coi như về số không, thậm chí còn tàn khốc hơn, tức là về số không, tức là không còn cái gì nữa, nhưng mà thậm chí là nó các cái ô nhiễm và các cái ảnh hưởng của nó có thể đến hàng chục hoặc hàng trăm năm sau, nếu mà tất cả đây thành bình địa của chiến tranh hạt nhân. Đấy, cho nên cái vấn đề hạt nhân ấy thì có thể là chiến thuật thôi, hoặc là có thể là một cái gọi là cái cầm cụ chùy để mà đe thôi, chứ còn không phải lúc nào đem ra sử dụng nó được. Nhưng tất nhiên khi mà sự tồn vong đã bị ảnh hưởng, khi mà hay nói cái khác mà Nga có nguy cơ thua thì lúc đấy là sẽ tán cho tất cả đi trước. Vậy thôi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, và chúng ta gặp nhau tại lúc 22 giờ trong video nói chuyện thế giới qua quả địa cầu. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến một cái đất nước ở châu Phi, đấy là đất nước Kenya. Thì đây nó cũng có một cái thành phố, nó nằm ở phía đông, thành phố đó là Lamu các bạn nha, Lamu. Thì chúng ta sẽ gặp nhau tại đây.
chúng ta tôi cũng muốn là đi đưa các bạn đi khắp thế giới, coi như là hôm qua thì chúng ta đã đi Mexico, là ở châu Mỹ Latin, thì bây giờ là chúng ta đến châu Phi. Còn cái khu vực châu Á thì chúng ta đi nhiều rồi, và sắp tới chúng ta sẽ đi châu Âu, mỗi ngày chúng ta sẽ đi một nước. Tất nhiên là 200 nước này thì chúng ta đi thì mỗi một nước là thậm chí nó có 5 hoặc 10 hoặc 20 cái di sản kia, cho nên chúng ta đi suốt thôi các bạn nhé, đi vài năm chưa hết đâu. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye.